Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận việc triển khai dự án về hỗ trợ người thu gom rác dân lập tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thu gom, tái chế rác thải nhựa do Tổ chức Hành động vì Môi trường và Phát triển tại Việt Nam tài trợ với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong năm 2019 sẽ hỗ trợ người thu gom rác dân lập thu 310 tấn trên một ngày, rác thải nhựa, chai PET, túi ni lông nhựa các loại để tái chế, tức người thu gom rác dân lập bán cho các vựa ve chai hay các công ty tái chế nhựa trên địa bàn thành phố. Qua đó giảm bớt lượng rác thải nhựa thải ra môi trường gây ô nhiễm và góp phần làm giảm tình trạng quá tải các bãi rác. Ước tính 2.800 người thu gom rác dân lập có thể cải thiện thu nhập từ 20-25% thông qua việc tăng cường thu gom ve chai để bán và tăng phí thu gom rác để góp phần cải thiện cuộc sống.